Xin chào cô chú anh chị mình buổi sáng hôm nay ở trên kênh của em nha Bữa nay thì em cố lên cho anh chị mình hai con bò cái bầu nha anh chị Đây là con đầu tiên nè Bò này thì xá tích nên chị khỏi lo nha Xá tích nó đóng nghiêm chỉnh hết xe mặt xe lưng mông đít qua cày đuôi nói chung là hoàn thiện hết Lông da đỏ mặt bò này đỏ mặt lắm nha anh chị Đậm bò lắm nha Bốn vú đều nha anh chị Đó con này thì nó cao 1m25 bò nha anh chị Đó cao thước 25 bò Bò này thì nó để lứa rồi nha nó đang bầu lưới nhì nha anh chị, Chữa là ba bơi được à, 4 tháng nha. Em à, có kêu thuê giờ gần nhà qua khám rồi nha. Con bò này thì à, em bán thì em đảm bảo cho chị mình con bò này bầu 100%, 100 nha. Đó bao bầu cho anh chị mình. Bò này thì à, chủ nhà người ta nuôi người ta cấy ba b nha anh chị, bao đẻ ba b nha. Đó. Bò này đó thì em có kiểm tra thì à, theo em thấy là con bò này thì à, tình trạng đi đứng cũng như là mặt mày Xá tích nó nghiêm chỉnh ha. Đó. Bò này thì em thấy là có điểm mi nha Có một điểm mi nằm ngay cái bên mắt phải nha anh chị Một miếng lem mi nhỏ nha Đó, dò cẳng thì hoàn thiện hết lông da đỏ mặt nha anh chị Cao thước 25 bò nha Bò này thì em có dạch răng kiểm tra thì bò này nó rớt được ba đôi răng rồi nha anh chị Rớt ba đôi răng còn đôi răng nữa nha Đó, chữa lại ba bơi được 4 tháng nha Con này thì em tách ra bán lẻ cho anh chị mình là 17 triệu 500 ha. giá này em đã bao ship cũng như em bảo hành tật lỗi cho anh chị mình nha bao chữa bao khám bao lòi cho anh chị mình tứ đẻ nha đó bò em bán cho anh chị mình thì em đảm bảo cho anh chị mình nha đó em bao tật lỗi cho anh chị mình em bán thì bò hoàn thiện nha chứ tật lỗi em không bán nha còn con số 2 này thì con này thì tướng tá đẹp nha con này thì dậu rúng nè dò cẳng ok hết móng sò hết nha anh chị đó bò này bốn chú anh chị mình thấy không Đó bò này con số 2 này cao hơn thước 27 bò ha Con này thì tướng tá nhưng bò đực anh chị nha Đó mặt mày sáng mặt sẽ lân đóng nghiêm chỉnh hết cao ráo nè Đòn dài xương sóc lớn nha anh chị Con này thì nó đẻ hai con rồi nha Và nó đang bầu lại lứa 3 Thì con này thì chữa lại 3B nha anh chị Chữa được, được 5 tháng mấy rồi nha đó em đã nhờ khuya đầu qua khám rồi nha bao bầu cho anh chị mình nha Chủ nhà người ta nuôi là người ta cấy lại ba bê nha Chữa lứa ba nha anh chị Chữa ba bê được năm tháng mấy rồi nha à, Bò này thì lông da đỏ mặt rất là đậm bò Không có len giá nha Thì con bò này thì em có dạch răng kiểm tra Thì con bò này thì nó có bị gãy một cái răng giữa nha anh chị đó à, Bò này có bị gãy một cái răng giữa nha Thì có sao thì em nói cho anh chị vậy luôn nha Răng cỏ thì nó gãy một cây nha đó mà giờ mình nuôi bò thì nó không có quan trọng gì răng nha anh chị tại vì bò này không phải nó bị tật lỗi nó từ nhỏ nha tại vì chủ nhà người ta nuôi là người ta dòng ở ngoài đồng á là nó cạp trúng gì nha nó mới gãi chứ không phải tự nhiên nó gãi nha anh chị mà nói chung là bò này thì nó ăn uống được ok hết nha anh chị không có ảnh hưởng gì hết nha đó bao tật lỗi cho anh chị mình nha tiệm bò cái số 2 này thì em cũng tích là bán lẻ cho anh chị mình 18 trên 500 nha giá này em cũng đã bao ship nha còn anh chị Minh mua một cặp á, thì rẻ hơn nha Mua một cặp thì em bán cho chị mình là 35 triệu nha anh chị